Cho hình chóp tứ giác đều vẽ sao đây để coi coi. Đây. Phải vẽ giống bạn mất công. Đây là hình chóp gì? Tứ giác đều thì mặt đáy là hình gì? Hình vuông, chốt chưa? Và tứ đây là hình chóp tứ giác đều thì tất cả các cạnh bên của nó bằng nhau nha, chứ nó bằng A nha. Chốt chỗ đó chưa? Sau đó cho gì? S A A S C A đâu? A B C D A S C là góc này bằng bao nhiêu? 90 độ. 90 độ. Được chưa? Rồi tiếp tục, nó kêu gì? Tính thể tích gì? V của hình chóp đó. V thì công thức bằng 1 phần 3 cao nhân diện tích đáy. Diện tích đáy có chưa? Hình vuông sẽ bằng cạnh bình. Chốt. Giờ chỉ có tính chiều. Chiều cao thôi thì nhớ hình chóp. Hình chóp gì? Đây là hình chóp tứ diện đều. Thì chắc chắn cái đường cao nó chính là giao địa gia, được kẻ từ S đến gì? Ô. Vuông đây đây nè. Chốt. Nhớ 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 đặc điểm đó chưa? Cho khi người ta cho hình chóp tứ giác đều thì nhớ S O là chiều cao hay gọi là đường cao của hình chóp đó, và phải tính được đoạn S O. Tính S O quá dễ, nó cho vuông đây chưa? Vậy cái tam giác S A C là tam giác gì? Vuông tại đâu? Vuông tại S có gì? Có S O là đường gì? Đường cao đoạn này. Đoạn này A vậy đoạn này nhiêu? Đoạn này nè. Đoạn này A thì đây là A căn căn 2 đường chéo của hình hình vuông mà hồi nãy mình nói là đây là hình chóp gì? Tứ giác đều thì cái cạnh S SA có bằng với SC không? Vậy hình này là hình tam giác gì? Vậy suy ra tam giác SAC vuông. Vuông cân mà đoạn này nhiêu? A căn 2 vậy đoán luôn. Cái này sẽ là lấy cái cạnh này chia. Chia 2, còn người nào thông minh hơn nữa hình hình này hình tam giác gì? Tam giác vuông cân, đường này đường gì? Đường cao thì suy ra nó cũng là đường gì? Đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, và cái đoạn này sẽ bằng đoạn này. Hiểu không? À, đó vậy suy ra cái đoạn này bằng đoạn này, vậy cái đoạn này bằng đoạn này chia chia hai so cho lẹ AC chia 2 vậy bằng là A căn 2 chia 2 có cao có diện tích đáy, tính áp dụng công thức xong được chưa?